Tất nhiên thì nói thật sự thì trong bóng đá thì tất nhiên là phòng ngự khi anh tập không tập trung thì sẽ trả giá, và đặc biệt là cái tình huống thứ hai đấy, khi họ triển khai hiệu quả cố định đấy, thì các bạn không tập trung phòng ngự, tập trung trả giá cho bàn thắng của Ngọc Đức. Tôi nghĩ trọng tài trận này làm việc rất là tốt. Tôi nghĩ trọng tài trận này rất là tốt. Trận nào mình nhận xét trận đấy, mọi chuyện thì nó đã xong xuôi hết rồi, tất cả mọi cái mình chuẩn bị bước vào giai đoạn 2, mong là tất cả sẽ là tốt lớn, cả đội bóng lẫn cả đội trọng tài. Chúng tôi nghĩ là hết cái giai đoạn 1 đấy thì chúng tôi vẫn nằm trong cái top 3, thì với tôi và ban huấn luyện cùng anh em vận động viên vẫn đang nằm trong cái top 3 đấy, cái chỉ tiêu của đội bóng. Với Sông Lam thì đâu là cái điểm yếu mà anh cho rằng là đội bóng cần cải thiện trong cái giai đoạn tới? Tôi nghĩ đội bóng tôi là rất là nhiều cầu thủ trẻ. Đấy, quan trọng là cái kinh nghiệm cầu thủ trẻ được chơi, được trưởng thành thêm nữa thì bổ sung cái kinh nghiệm. Đấy là cái điểm yếu của các cầu thủ trẻ. Ví dụ như trận đấu này tôi cũng thấy rất nhiều các cầu thủ trẻ vào, dù rằng cả bàn cũng rất là tốt, nhưng mà để triển khai mạch lạc hơn khi lối đá của đội Việt theo phòng ngự số đông bên dưới thì cái đấy chúng tôi sẽ có một cái